Rồi như vừa rồi đầu bài cô đã nói về phần so sánh kép, các bạn để ý cho cô, so sánh kép là nhắc lại cái tính từ đó hoặc là mang tính chất là nhấn mạnh càng ngày càng, thì chúng ta có so sánh lũy tiến. Đấy, lũy tiến có nghĩa là đây chúng ta sẽ so sánh cùng một tính từ. Các bạn để ý cho cô lại nha. Cùng một tính từ. Ví dụ cùng một tính từ nóng nhưng cô nói ngày càng nóng thì đấy là cùng tính từ nóng, thì các bạn sẽ có với tính từ ngắn và tính từ dài thì chúng ta thực ra nó đều có chung một công thức là comparative and comparative cả. Đấy, các bạn ghi đi, comparative and comparative. Đấy, nhưng nó vẫn phân ra tính từ ngắn và tính từ dài. Tại sao? Tại vì tính từ ngắn thì các bạn phải thêm đuôi r, tính từ dài các bạn thêm more đằng trước. Và khi tính từ ngắn thì các bạn giữ nguyên tính từ, là ví dụ cô nói hotter and hotter, colder and colder, bigger and bigger, nó vẫn có từ and ở giữa các bạn nhé. Đấy, cô lấy ví dụ và thường nó đi với các từ get và become để nhấn mạnh hơn cái tính từ trời trở lên nóng, bạn ấy trở lên ngày càng gầy. Cô lấy ví dụ mùa hè thời tiết ngày một nóng, the summer hoặc the weather gets hotter and hotter, được chưa? Thì chỗ này cô để the weather thì phù hợp hơn, là thời tiết ngày một nóng hơn, đúng không? The weather gets hotter and hotter. Với tính từ dài thì cô lại có more đằng trước để so sánh hơn, và kém là less. Cô và những lúc này chúng ta không cần nhắc lại tính từ nữa, các bạn sẽ nói more and more, she is more and more attractive, she is more and more beautiful. Nhớ là chúng ta chỉ nhắc lại hai lần chữ more and more và không cần nhắc lại tính từ nữa, chỉ cần một lần thôi. More and more beautiful, more and more attractive, hoặc môi trường ngày một ít trong lành hơn, thì đây các bạn sẽ có the environment is less and less poor. Đấy, còn với danh từ thì sao? Bên trên là với tính từ, với danh từ các bạn có n là danh từ ở đây, thì các bạn chỉ cần nhấn lại với lấy luôn much more chuyển sang tính từ so sánh hơn là more, và các bạn có là ví dụ there are more and more people moving to big city to look for job, hoặc các bạn lấy có tôi có ngày càng có nhiều sách hơn thì nói thế nào, I have more and more money, I have more and more books, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sang phần so sánh đồng tiền. Càng ngày càng ở đây là chúng ta thường so sánh hai tính từ khác nhau. Ví dụ béo và gầy là khác nhau. Đấy, thì cày béo và mệt, anh ấy càng béo thì càng mệt, càng gầy thì càng mệt, thì cũng là so sánh hai tính từ khác nhau. Chúng ta sẽ có công thức giờ. Lúc này các bạn sẽ dùng mạo từ ở đầu tiên để nhấn mạnh giờ, comparative, so sánh có thể tính từ ngắn hoặc dài nhé. Ngắn thêm đuôi r, dài thêm more đằng trước là xong. Chủ ngữ cộng động từ phẩy giờ, comparative chủ ngữ cộng động từ. Cô lấy ví dụ anh ấy càng già thì càng yếu, the older she gets. Thì đặc biệt đương nhiên chỗ này các bạn có thể thay bằng từ get, bằng từ become hoặc bằng is đều được. Vì sau to be is các bạn đều dùng tính từ, sau get, sau become đều dùng tính từ old thành older được. À, ok, tương tự các bạn có the quicker he is hoặc the quicker he gets đều được nhá. The older he gets, the quicker he is. Anh ấy càng già thì càng yếu. Hay là bài tập càng khó thì càng trở nên là gì? Thú vị. Thì đây các bạn sẽ có the more difficult tính từ dài, chủ ngữ là the exercise, to be là is, the more difficult the exercise is, và the more interesting là tính từ và chủ ngữ là it is, được chưa ạ? Rồi tiếp tục, hay là cô sẽ có một cái cụ the more tôi càng hiểu biết nhiều về anh ấy, I know him, the less I like him, và một câu chim kim chỉ nam để cho các bạn nhớ đến cái dạng so sánh kép là the more you learn, một câu mà khẩu hiệu học tập rất là quen thuộc, the more you learn, đúng không? Một mệnh đề đằng sau comma phẩy, các bạn càng học nhiều thì càng tốt thôi, the better. Thì đây là người ta lấy luôn so sánh tính từ của hai tính từ đặc biệt more chuyển ra từ much, much thành more, và better là chuyển ra từ good, the better you are, đúng chưa nào? Đó, vừa là gì, nó không phân biệt là chúng ta cần phải quy định một tính từ ngắn hay dài, mà chủ yếu chúng ta phải biến nó thành dạng so sánh hơn và đặt đầu câu có chữ the để trở thành so sánh đồng tiến. Được chưa nào? The more you learn, the better you are. Rồi, bây giờ cô mời bạn Thảo làm cho cô câu đầu tiên của dạng bài comparative and comparatives. These subjects get. Cái này có một tính từ thôi thì mình sẽ dùng là gì ạ? Đúng rồi, very good, nhớ nha. Đây là so sánh cùng một tính từ gọi là lũy tiến, còn đồng tiến là hai tính từ. Rồi tiếp đi em, confused cũng là I'm getting. Rồi confused là tính từ dài nên các bạn dùng more and more thôi chứ không nhắc lại từ confused nữa. More and more confused, nhắc lại một từ confused thôi, chứ còn tính từ ngắn thì nhắc lại cả hai lần tính từ ngắn đó. Rồi come next, number 3.
Rồi, ok. More and more difficult. Rồi, very good. Come next, number four. More and more complicated. Rồi, chỗ này đã có rồi. Tiếp đi, câu 5, spend much time thì thành gì ạ? Đúng rồi, much thì chuyển thành more. More and more time. Đấy, tôi ngày càng sử dụng nhiều thời gian hơn cho công việc. Rồi, come next, number 6, long. Đúng rồi. Tiếp theo cô mời bạn Khánh Ngọc nào. Number 7. Bad thì thành gì? Getting nào. Rồi, very good, worse and worse. Rồi, very good, come next. I feel happy as my happy is coming. À, coming gì? Đúng rồi, closer, tính từ ngắn, and closer. Very good, rất đơn giản đúng không? Nhưng mà tí nữa vào phần multiple choice là chọn thì mình sẽ phải nhận nhận đúng không? Khi nào dùng dạng kép, khi nào dùng dạng thường nhá. Rồi, come next. Chúng ta có expensive trở thành gì? More and more expensive. Rồi, come next. Và cuối cùng better thì thành gì? Good thì thành gì nhỉ? Rồi, better and better. Rồi, ok. Như vậy các bạn đã viết xong ở dạng bài so sánh kép. Đấy, cũng là một cái dạng chuyên đề rất là quan trọng trong cái phần mà bài tập dạng bài so sánh hơn kém đây. Rồi, ok. Như vậy về nhà các bạn làm hết cái chuyên đề so sánh hơn cho cô nhé. Dạng cuối cùng các bạn sẽ có bài tập 3, 4, 5 các bạn làm hết chuyên đề này đi ạ. Buổi sau cô sẽ chữa cùng với lại một đề thi hoàn chỉnh cho các bạn. Cô sẽ gửi bài tập ngay sau đây. Được chưa nào? Rồi, ok. Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ở đây nhé. Rồi, bye bye. See you next time.